Chào mừng các em học sinh khối lớp 7 đã đến với tiết học địa lý ngày hôm nay. Hôm nay, cô cùng các em sẽ bước vào bài học mới. Tiết 3, bài 3, quần cư, đô thị hóa. Học xong bài này, các em sẽ so sánh được sự khác biệt giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị. Kể tên được các đô thị lớn trên thế giới. Phân tích được tác động của quá trình đô thị hóa đến kinh tế, xã hội và môi trường. Bài 3 sẽ gồm 2 nội dung chính. Phần 1, quần cư nông thôn và quần cư đô thị. Phần 2, đô thị hóa, các siêu đô thị. Các em sẽ bước vào tìm hiểu phần 1, quần cư nông thôn và quần cư đô thị. Ở đây ta có các khái niệm. Quần cư là gì? Trong bản thuật ngữ ở sách giáo khoa trang 187, quần cư là dân cư sống quy tụ lại ở một nơi, một vùng. Dân cư là gì? Khái niệm này các em đã được học ở bài 2. Dân cư là tất cả những người sinh sống trên một lãnh thổ nhất định. Dân cư được định lượng bằng mật độ dân số. Các em quan sát hình ảnh trên màn hình hoặc hình 3.1 và 3.2 trong sách giáo khoa trang 10. Hình 1 quang cảnh nông thôn, hình 2 quang cảnh đô thị, so sánh sự khác nhau của hai kiểu quần cư về cách tổ chức sinh sống, lối sống, mật độ dân số, hoạt động kinh tế chủ yếu. Ở đây cô có bảng so sánh sự khác nhau của hai kiểu quần cư về cách tổ chức sinh sống của quần cư nông thôn. Nhà cửa thường gắn liền với đồng ruộng, tạo thành làng xóm. Ở quần cư đô thị, nhà cửa tập trung với mật độ cao, xây san sát tạo thành phố phường. Về lối sống ở quần cư nông thôn, dựa vào truyền thống của gia đình, dòng họ, làng xóm là chính. Còn quần cư đô thị có tổ chức, tuân theo pháp luật. Mật độ dân số của quần cư nông thôn, dân cư thưa thớt. Ở quần cư đô thị, dân cư tập trung đông. Hoạt động kinh tế chủ yếu ở quần cư nông thôn là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. Còn ở quần cư đô thị là sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Vậy thì trong hai kiểu quần cư trên, kiểu quần cư nào thu hút số dân đến sinh sống ngày càng đông hơn? Tại sao? Xu thế ngày nay ngày càng có nhiều người sống trong các đô thị, trong khi đó tỷ lệ người sống ở nông thôn có xu hướng giảm dần. Lý do bởi vì đô thị là nơi tập trung các hoạt động kinh tế như công nghiệp và dịch vụ, có khả năng tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động. Chất lượng cuộc sống cao, có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, có sức hút đối với đầu tư trong và ngoài nước. Vì thế, tâm lý dân cư thích sống ở đô thị. Như vậy, dựa vào những kiến thức ở trên thì các em cũng có thể tự mình trả lời được câu hỏi nơi em đang sống thuộc kiểu quần cư nào. Đây là nội dung của phần 1, quần cư nông thôn và quần cư đô thị. Các em sẽ ghi nội dung này vào vở ghi của mình. Các em bước vào tìm hiểu phần 2, đô thị hóa, các siêu đô thị. Vậy thì đô thị hóa là gì? Trong bản thuật ngữ ở sách giáo khoa trang 186, đô thị hóa là quá trình biến đổi về phân bố các lực lượng sản xuất, bố trí dân cư, những vùng không phải đô thị thành đô thị. Các em có thể quan sát hai hình ảnh ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng năm 1995 và năm 2021 để thấy được cái quá trình đô thị hóa đã làm thay đổi quang cảnh ở nơi đây như thế nào. Các em sẽ đọc nội dung phần 2 trong sách giáo khoa trang 11 và trả lời các câu hỏi sau. Câu 1. Đô thị xuất hiện sớm nhất vào thời gian nào, ở đâu? Đô thị xuất hiện sớm nhất vào thời cổ đại, như là ở Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ. Câu 2. Đô thị xuất hiện để phục vụ nhu cầu gì của con người?
Đô thị xuất hiện để phục vụ nhu cầu về trao đổi hàng hóa, phân công lao động giữa nông nghiệp, thủ công nghiệp và công nghiệp nhẹ. Câu 3. Đô thị phát triển mạnh nhất khi nào? Vào thế kỷ 19, lúc công nghiệp phát triển mạnh. Câu 4. Từ thế kỷ 18 đến những năm 2000, tỷ lệ dân đô thị trên thế giới biến động như thế nào? Từ thế kỷ 18 đến những năm 2000, tỷ lệ dân đô thị trên thế giới tăng nhanh từ 5% lên 46%. Năm 2001, dân số ở đô thị là 2,5 tỷ người. Vậy thì các em hiểu thế nào là siêu đô thị? Siêu đô thị là các đô thị có từ 8 triệu dân trở lên. Các em hãy quan sát vào hình 3.3, lượt đồ các siêu đô thị trên thế giới có từ 8 triệu dân trở lên năm 2000. Nhìn vào bảng chú giải, có một chấm tròn màu đỏ được ký hiệu là siêu đô thị. Các em sẽ quan sát vào lượt đồ hình 3.3 và cho biết trên thế giới có bao nhiêu siêu đô thị có từ 8 triệu dân trở lên. Các em sẽ đếm ở trên lượt đồ và mình thấy được trên thế giới gồm 23 siêu đô thị có từ 8 triệu dân trở lên. Châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất? Đó là châu Á. Đây là các siêu đô thị ở châu Á. Các siêu đô thị phần lớn thuộc nhóm nước nào? Các siêu đô thị phần lớn thuộc nhóm nước đang phát triển. Các em hãy kể tên các siêu đô thị ở châu Á có từ 8 triệu dân trở lên. Như vậy thì các em sẽ kể tên các siêu đô thị đã được khoanh tròn ở trên lục đồ, gồm có Tokyo, Osaka, Kobe, Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân, Seoul, Manila, Jakarta, Mumbai, Karachi, New Delhi và Kolkata. Đây là bảng top 10 những siêu đô thị lớn nhất trên thế giới năm 2021. Các em sẽ đọc bảng số liệu này để biết thêm những thành phố, những quốc gia nào thuộc những siêu đô thị lớn nhất trên thế giới. Đây là một số hình ảnh về top 5 những siêu đô thị lớn trên thế giới năm 2021, như Tokyo của Nhật Bản với dân số là 37,3 triệu người, Delhi của Ấn Độ 30,2 triệu người, Thượng Hải, Trung Quốc 27 triệu người, Sao Paulo, Brazil 22 triệu người, Mexico City, Mexico 21,7 triệu người. Vậy thì các em hãy cho biết quá trình đô thị hóa có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực như thế nào? Như vậy, ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa về mặt tích cực và tiêu cực là gì? Về mặt tích cực, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động. Mặt tích cực này xảy ra khi đô thị hóa gắn liền với quá trình phát triển công nghiệp. Về mặt tiêu cực là mất cân đối lao động giữa thành thị và nông thôn. Các tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng, gây sức ép về vấn đề việc làm, nhà ở, hạ tầng đô thị và môi trường bị ô nhiễm. Mặt tiêu cực này xảy ra khi đô thị hóa không gắn liền với quá trình phát triển công nghiệp. Như các em có thể thấy, quá trình đô thị hóa phát triển nhanh cũng gây nên những cái sức ép về cái vấn đề giao thông vận tải, vấn đề giải quyết việc làm, nhà ở, bên cạnh đó là vấn đề ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Đây là nội dung ghi bài của các em ở phần 2, đô thị hóa, các siêu đô thị. Các em sẽ ghi nội dung này vào vở ghi của mình. Đây là toàn bộ nội dung của bài 3, quần cư, đô thị hóa. Cô sẽ có một số câu hỏi để củng cố lại bài học ngày hôm nay. Các em hãy chọn đáp án đúng cho các câu sau. Câu 1. Quần cư thành thị phổ biến hoạt động kinh tế nào sau đây? Đáp án là câu A.
công nghiệp và dịch vụ. Câu 2. Các đô thị bắt đầu xuất hiện rộng khắp trên thế giới vào thời kỳ nào? Đáp án là câu C, thế kỷ 20. Câu 3. Châu lục tập trung nhiều siêu đô thị nhất là? Đáp án là câu B, châu Á. Câu 4. Đâu không phải là đặc điểm của quần cư thành thị? Đáp án là câu C, hoạt động kinh tế chủ yếu là dịch vụ du lịch. Ở phần dặn dò, có hai nội dung cần dặn dò các em. Thứ nhất là các em sẽ làm bài tập dưới đây vào trong vở ghi. Thứ hai là các em sẽ xem trước nội dung bài 4, thực hành, phân tích lượt đồ dân số và tháp tuổi.